Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với tập 2 của Làm Lồng Đèn Khi Có Dịch. Thì hôm nay sau cái video tập phần trước thì lần này chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần làm hình tròn ở cái lon Coca này. Nếu các bạn nào thích thì cứ tiếp tục like và y chang như phần 1 cũng nha, vẫn 20 like. Mình sẽ làm một video một ngày về MP. Hả, bị cái vô không? Nó lắc như cái mũi á, bạn thấy không? Vậy là nó vui. Thì hãy tiếp tục thôi. Hồi nãy giờ ba đang lấy dụng cụ tiết chất thủ này. Bắt đầu thôi. Đó, bạn lấy cái dầu, bạn bỏ vô cái này. Mà cũng phải vừa thích luôn nha. Nếu như lạnh quá thì nó sẽ bị rơi. Đây là công đoạn siêu khó luôn, nên cần logic chút xíu nha các bạn. Mấy bạn đừng có bỏ cái lồng đèn này nha, chứ ba mình khổ công lắm. Mình nhớ vẫn lại nhiều lên nha. Like để làm video một ngày của MP nha. Nên nhớ like.